Ok, hôm nay em về được mấy bộ livestream nha anh em. Tí nữa em sẽ test và gửi hai bộ cho anh Chiến ở Bến Tre và anh Nam ở Sóc Trăng nha. Em khui luôn nha. Được 5 bộ nha anh em. 5 bộ. Vậy 5 bộ như nhau nha anh em. Bây giờ em sẽ lấy hai bộ ra em test trước nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ em nhé. Em giờ sẽ test hai cái bộ mạch là cặp mic cho mấy anh nha. Mít thì hai anh đều đặt mít màu vàng hết nha. Em test xong rồi em đóng gói em đi gửi luôn nha. Đi lo nha anh em. Em sẽ test cặp mic nha. Lục lục tiếng ngọt nha nè. Lục lục hai kênh nha. Lục lục 3 4 5 6 lục 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 echo reverb nè, bass chép đồ lên nha. Lục lục lên lên 3 4 5 6 lục 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 lục. Ok, mic hoạt động hoàn hảo, mạch hoạt động hoàn hảo luôn nha anh em. Ok, bộ này em để riêng ra nha. Tôi giờ hai bộ giống nhau gửi anh nào cũng được nha. Anh Chiến và anh Nam nha. Bộ của anh. Xong nha. Bộ 2 nha.
cặp mic nha. Lô. Bắt chép lên nha. Lô. Ba, bốn, năm, sáu. Lô. Mới có để lại lên nha. Lô. Ba. Bốn. Lô, ba, bốn, năm, sáu. Lô. Ok, hoạt động hoàn hảo hết nha anh em. Cảm ơn anh em ủng hộ em nha. Anh em mà cần cái liên hệ em còn mấy bộ nữa nha. Bây giờ em tiếp tục test một cái mạch H360 cho anh Phước ở Cà Mau nha. Lấy mạch em test với một cặp mic UX23 vận động nha anh em. Ok, tranh thủ test gỡ đi luôn nha anh em. Đây, H360 nha anh em. Nguồn nó 36 van đôi nha. Remote của nó nha anh em. Con này cũng có hai cổng ra lo nha. Ok, để em ghim cái bô mic vô cái. Cái remote luôn nha. Cái mạch này thì có remote, còn cái mạch livestream không có remote nha anh em. Nhiều anh em hỏi xong có remote, cái mạch đó không có nha. Ok, anh em nào mua hàng bên em là tất cả hàng em bán là đều có cọc hết nha anh em. Tất cả hàng đều có cọc hết rồi đó, em mới đi đó. Để em mở test nhạc trước nha. Em sẽ test mic nha. Rồi, cái nút này nút guitar như này, em sẽ chỉnh mic bass nè, MIDI nè, chép nha, echo nè, delay, để em hạ bớt rồi nha, reverb. Ok, em chỉnh vậy là ok nha. Low, ok, mất hoạt động hết nha anh em. Hoạt động hoàn hảo hết nha.